Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiểu trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của anh Tuấn ở Cùng Khương, thành phố Cần Thơ ạ. Chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai đủ loại giống để về chơi Tết 2024 với cô chú anh chị ha. Cũng khá là lâu rồi anh mới trở lại để giao lưu cùng với cô chú anh chị mình luôn ạ. Mong cô chú yêu thương ủng hộ trên Tuấn, ủng hộ kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Em xin phép được clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Dạ trong clip hôm nay thì mình có một số cây như là cúc lá gí hàng bonsai hả cô chú anh chị, với là siêu bông Sài Gòn. Cúc lá gí này em thấy cũng có nút nụ luôn hả mấy cô chú anh chị. Mình ghép với phôi mai tư quý luôn nha. Siêu bông Sài Gòn thì có đủ kích cỡ hả cô chú anh chị, cây bự cũng có mà mình cây hàng để bàn cũng có luôn nha cô chú. Rồi em xin phép được clip chia sẻ luôn ạ. Dạ em xin chào ông chủ ơi. Thế hả? Dạ. Rồi chào Phước Cô Phương nha. Bữa nay là em có số mai thành phẩm giao lưu với cô chú anh chị ha. Dạ. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ em ha. Bữa nay có mớ phôi mai dây có ha. Siêu bông Sài Gòn. Cúc độc đỏ nữa ha. Nó là đủ cây cho hai cô chú vậy. Dạ. Rồi em vô cây số 1 hai cô chú. Số 1. Dạ. Cái giống gì anh ha? Cây này là cây siêu bông Sài Gòn, Tú Quý ghép siêu bông Sài Gòn hai cô chú. Dạ. Vô cây số 1 hai cô chú anh chị. Dạ. Siêu bông Sài Gòn nha. Siêu bông Sài Gòn. Cây này thì nút nụ chơi Tết ok luôn anh ha. Nụ là Tết, ngày Tết luôn ha. Nút nụ no tròn luôn hết cô chú. Cái chọc ghép nó cũng không có cái với em luôn đó cô chú anh chị. Này gốc Tứ Quý hay cô chú? Cái này mình ghép 6 bo thôi nha cô chú, mà toàn đều luôn nha. Đế là một nồi đế luôn đó cô chú anh chị. Cái chọc ghép nó bự hơn con vô cái hay cô chú? Dạ. Nó lên nu rồi đó, luôn rồi đó cô chú anh chị. Dạ em xin thông số luôn nha. Rồi đoạn nhà cổ nhỏ nhất đi. Rồi chỗ này là 24 hay cô chú? Dạ. Rồi bầu đế đặt là 106 ha. Dạ. Đế đều luôn nha cô chú anh chị. Đường kính chậu là 50 hay cô chú? Dạ. Cây giống chụp không đúng chị ha. Chiều cao là 95. Tán ngang này 90 ha. Đó, để bỏ đều quá trơn. Cái này ghép chắc già lắm rồi anh ha. Cái này già hai mùa. Dạ. Chồng ghép bự luôn cô chú. Cái này mình vừa chơi Tết được mà vừa lấy bo đã luôn nha cô chú anh chị. Em xin giá luôn anh ha. Rồi, mã số 1 em giao lưu là 3,5 triệu ha cô chú anh chị. Dạ, siêu bông Sài Gòn ghép Tứ Quý nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ mã số 2. Rồi cái này mã số 2 hay cô chú. Cái này mai vàng ha, mai vàng ghép siêu bông Sài Gòn ha. Cái này cũng nụ dữ lắm, nụ luôn nha cô chú anh chị. Hàng này chưa Tết là vi vương. Chậu ghép cũng trà bá nữa luôn hả cô chú. Cái phôi thân mà chi cành đóng đều ra cô chú anh chị. Cái phô này có cái trứng chính giữa ha cô chú anh chị. Trứng ngọc ha. Một trong giò ha. Dạ. Rồi, em xin thông số rồi ha. Rồi, hoành 32. Đường kính chậu là 60 ha. Tán ngang 95 ha cô chú. Chiều cao 1m2. Siêu bông Sài Gòn ghép với phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Cây này cây mã số 2 cô chú. Dạ. Cây này giải mấy đứa nào lên cũng có nụ hết trơn nha cô chú nha. Rồi, em xin giá luôn anh ha. Rồi mã số 2 em vô lui cô chú vậy là 4 triệu ha. Dạ 4 triệu.
3 ha cô chú, cây dạ. Tú quý ha. Mã số 3. Tú quý ghép cúc quýt ha cô chú anh chị. Dạ. Có mặt bông luôn ha. Tàn dù luôn nha cô chú anh chị. Đó, có bông chỗ luôn ha, bông gió ha. Nó bông cúc quýt rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, cái bông nó dung lắm nha. Rất là nhiều lớp cánh đó cô chú. Nè cũng có nốt nụ để mình chơi tết được luôn á cô chú anh chị. Cây này chắc già lắm rồi anh ha. Dạ, hay mùa. Chồng ghép bụi vào ngón trỏ ngón cái thôi nha cô chú anh chị. Phong tàn dù mình ghép với phôi tứ quý đó nha cô chú ha. Đang kéo mặt cắt cái muốn liền hết trơn á cô chú anh chị. Đế gì đế nôn luôn à. Rồi, em xin thông số luôn anh ha. Rồi, hoành 24 nha cô chú. Đế nôm cao 28 nha. Rồi, được kính trọng là 60 nha cô chú. Bán ngang là 115 ha. Cao nó 1m4 nha cô chú. Này tú quý ghép cúc quýt ha. Tàn dù luôn nha cô chú anh chị, đế nôm luôn ha. Cây này thì chi tàn đều lắm nha cô chú anh chị. Đây có cái mặt hẹo chỗ này nha cô chú, mà nó đang cúng qua ha. Dạ. Đó. Mặt bông cúc viết cũng khá là dễ thương nha cô chú anh chị ha. Rồi mã số 3. Em xin giá rồi. Rồi mã số 3 em giao lưu cô chú anh chị là 3.600.000 ha. Dạ 3.600.000. Rồi. À, cây mã số 4. Số 4 ha. Số 4 là cái mây dây ha cô chú anh chị. Dạ. À, tàn ghim luôn ha. Nó gũ xuống giống như là liễu vậy đó cô chú anh chị. Thân thì lắc luôn nha mấy cô chú. Cây này cũng đang có nụ quá trời luôn rồi. Cây nụ ngay Tết luôn hay cô chú. Nhánh nào cũng có nụ chứ. Cây này Tết là nở bông mà đã luôn đó cô chú. Chị thấy cây nụ luôn nha. Thân thì lắc lộn nha cô chú anh chị. Cây này bông 5-7-9 cánh hay cô chú. Đế nó là nằm như thú nó nằm ha. Đế bỏ đều như ha. Lai dây là có mọi đế mà con đế chưa còn nên cho thấy chị ha. Trên em xin dặm luôn ha. Mặt cô chú anh chị mình cho thằng đế giúp em ha. Này chú vô đo ha. Ồ, hoành đây là 29 hay không chú vậy? Rồi, mình tầm dài nó 30 ha. Đường kính chậu nó là đường kính chậu là 70 ha. Nằm trong chậu 7 hay không chú vậy? Mất lụ thì khỏi chơi luôn nha cô chú, chị nhánh nào nó ngủ xuống cũng có nặng hết trơn đó. Rồi, cái này cao 1m4 ha cô chú anh chị. Dạ. Tán ngang 1m3. Nó rủ xuống thì cũng duyên dáng luôn cô chú anh chị ha, thân thì lượn lắc luôn ạ. Rồi, cây mai dây mã số 4. Em xin giá anh nha. Rồi, cái mã số 4 em giao lưu với cô chú anh chị là 8 triệu ha. Dạ. Cây này lụi nó dữ lắm luôn á nha cô chú anh chị. Cây này đường thân lắc cũng khéo lắm nha cô chú anh chị. Tốt càng thì bỏ sát lắc luôn à.
Dạ mã số 5. Hàng bonsai để bàn nha cô chú anh chị. Cái này tú quý ghép cúc lá gí ha cô chú anh chị. Dạ. Cái này để bàn chân bàn ngoài trước nhà là đẹp ha. Ồ, có nút nụ luôn rồi cô chú anh chị nha. Nụ nhiều lắm. Cái này cái chọc ghép cũng to lắm rồi đó cô chú anh chị. Có ngon lúc quê mang lên không phải nha cô chú. Ghép cái phơi tới quý nguyên một cục đế luôn ha. Dạ em xin số đo luôn nha. Rồi hoành 37 nha cô chú. Rồi, nằm chậu 40 ha. Tán ngang nó 70 ha cô chú. Cao 72. Cúc lá gí hàng vô sai nha cô chú. Chị mình lấy cái khoai tướng quý luôn ha. Cây này nó cũng dở lắm rồi nha. Chọc ghép nó bự rồi đó cô chú. Mà lúc lộ em thấy có gì nữa hả? Trên nụ nhiều lắm. Tại thấy cái lá nó nhỏ, thấy cái nụ nó nhỏ chứ nó chỗ bông ra đẹp lắm. Nhánh nào cũng có nụ trưng nha cô chú anh chị. Này vừa chưa tết vừa lấy ro đã luôn nha. Rồi em xin giá luôn. Rồi cái cúc lá gí nằm vô của cô chú anh chị là 3.800.000 ha. Dạ. Rồi. Dạ mã số 6. Số 6. Để cũng cúc lá gí hay cô chú anh chị. Cây này mình thấy hương gian nhỏ gọn, mình là chân cây này ok hết cô chú. Cũng có, em thấy có nước lụ luôn đó nha. Ghép được 3 bo nha cô chú anh chị. Đùi tàn không? Cái này thôi tôi quý thôi mà. Cái này tôi quý. Dạ. Nằm như dán thú vậy ha. Rồi hoành 17 ha cô chú. Dạ. Đây đặt. Đây đặt tới trăm mấy kìa. Đồng dây. Rồi cục đây đặt 53 ha cô chú. Rồi cái này nằm trong chậu hoa ha. Dạ. Tán ngang. Tán ngang 45. Cao 60. Phơi tới quý này cô chú anh chị. Em xin giá luôn anh ha. Rồi mã số 6 giao lưu cô chú anh chị là 1.800.000 ha. Dạ 1.800.000 cô chú anh chị. Cái này về lấy bo cũng được ha cô chú vậy. Cái này mới ghép ha. Mã số 7. Cũng có nút rụ hay cô chú vậy. Cái tàn khá là đều nha cô chú anh chị ha. Đây tú quý ghép hay cô chú anh chị. Đây này nhỏ nhỏ mà một cục đế bá luôn á cô chú anh chị. Em xin thông số thôi nè. Rồi hoành nó 15 ha. Tán ngang là 59. Cao 60. Cái này cũng nằm trong chậu 3 ha cô chú anh chị. Số 5, số 6, số 7. Số 7, này số 7. Rồi số 7 em giao lưu cô chú anh chị là 1.700.000 ha. Mã số 8. Này mã số 8 ha. Dạ. Tú quý hàng nguyên cục đế luôn hay con chú vậy? Cái này nguyên cục đế đặt luôn cô chú chị nha. Cái này mình ghép hai bo nó bự chả hơn cô
cô chú bự cái đầu gối con trái của mình luôn nha. Rút nụ là có rồi đó chú anh chị. Cái này mình rút giống mai gì anh ha? À, cây này cúc đập đỏ. Cái này mùa lắm nha cô chú anh chị. Anh thấy cái chọc rét này nó kéo mùa nó muốn liền hết trơn rồi ha. Rồi em xin thông số rồi. Gõ trên này đi. Trên này là 17 ha cô chú. Dạ. Em mua cục đế khó đo ạ. Đo, đo cái chậu đi. Chậu nó 35 ha. Dạ. Cái nụ vừa chơi tết hay cô chú vậy? Chiều cao nó tính nha. Chiều cao là 78 ha. Cái ngang nó 65. À, cúc đọt đỏ cây già mùa luôn hết con chú anh chị. Cái lá nó bự như lá xoài luôn á cô chú. Cái hơi cái vướng á nè. Rồi em xin giá nè. Rồi mã số 8 làm giao lưu của chú anh chị là 2 triệu ha. À. Cái nước lẩu nó uống lưu luôn rồi cô chú anh chị. Em đỏ luôn ha. Rồi. Mã số tôi quy ghép của bộ đỏ luôn ha. Chính ha. Dạ mã số 9 nha cô chú anh chị. Cái này cũng mất nụ tròn do luôn á quý cô chú. Có cái bức tranh gì mình test mặt bông được luôn nha. Cái này ghép được 3 bông ghép nó bự nó cái hết luôn. Đế cũng như một đế đế. Cục đế luôn nè, tú quý ha. À, rồi, rồi. Rồi hoành ở 18 hay cô chú. Đây cũng nằm trong chỗ 3 đó ha. Chiều cao có 53. Tán ngang 60. Rồi mã số 9 em giao lưu cô chú anh chị là 1.700.000 ha. Dạ mã số 10. Số 10. Này cái siêu bông Sài Gòn ha. Có mặt bông mua ha cô chú. Cái chọt ghép cũng rất là to luôn rồi đó cô chú anh chị, nó kéo nhỏ nó muốn liền đầu luôn rồi ha. Đó hình như hình thú hay không chú vậy? Dạ. Có cái đuôi luôn, cái đuôi này ghép luôn rồi ha. À cái đuôi ghép rồi. Dạ. Có bông luôn ha. Ui bông nhiều lắm. Cái đuôi này đụng nút luôn ăn lòng không đó cô chú anh chị. Dạ em xin thông số luôn anh ha. Rồi hoành đây 18 này cô chú anh chị. Dạ. Này cũng nằm trong chậu 3 nữa ha. Chiều cao nó là 79 nè. Tán ngang là 72. Cái này mai vàng ghép hay cô chú anh chị? Mai vàng ghép với siêu bông Sài Gòn hay cô chú gì? Hàng cái mặt bông cô chú anh chị mình yên tâm siêu thầm giống luôn ha. Người chơi tới là nó lo là gì lắm không có cái gì. Cái chọc ghép ở trên này nó cháy lửa nó liền cái đầu luôn. Dạ. Dạ rồi. Rồi mã số 10 em giao lưu của cô chú anh chị là 2 triệu ha cô chú. Dạ. Mã số 11. Mày cũng để đàn khách chơi thôi, ok luôn cô chú anh chị nha. Đó, 12 cái chậu đẹp đẹp tí xíu nữa là ngon lành nha. Này vừa thay trong mấy liêu là để bàn khách hay cô chú anh chị? Dạ. Bông nhiều lắm. Dạ.
Nụ là kẹo nẹo luôn á nha cô chú anh chị. Nhắc nó giống siêu nụ ha. Dạ, siêu nụ. Cái này mình ghép cũng chỉ có 3 bo thôi cô chú anh chị, mà toàn đều luôn ha. Đế nó cũng quái quái nó nhau chứ. Rồi, em xin thông số thôi ha. Rồi, quanh 15 hay cô chú. Dạ. Này cũng nằm trong chậu 3 ha. Rồi, cao là 56. Tán ngang 70 ha. Cây này ghép siêu nụ. Mai vàng ghép siêu nụ. Đầu ghép cũng đã hút ra này nha cô chú. Quá trời nụ luôn ha. Rồi, em xin giá luôn ạ. Rồi, cây mã số 11 em giao lưu cô chú anh chị là 1.600.000 ha. À, 1.600.000. Rồi, mã số 12. Số 12. Cái dáng lông hay cô chú anh chị? Dạ. Dáng lông là mình ghép giống gì vậy ha? Siêu bông Sài Gòn. Cây phân cao dáng lông luôn nha cô chú anh chị, siêu bông ghép với siêu bông Sài Gòn. Cây này em thấy có nụ nha. Nụ nhiều lắm, cây này nụ nhiều lắm. Cái lớp lá nào cũng có nụ hết trơn luôn hả? Cái đường thân rất là khéo nha cô chú anh chị ha. Cái đường thân lát đều có chi cành ở trên như thế đó chị. Đế đế nguyên cục đế không ha? Nó đòi cục đế này. Cục đế đặt nó là 83. Dạ. Phải đo lại chứ. Không, 67 à. Cộng gì? Dạ, 67 nha cô chú. Hoành nó là 22 hay cô chú? Cao nó 1m08. Tán ngang nó 59 nè. Đây là mai vàng ghép siêu bông Sài Gòn hay cô chú? Dáng lông lất lượng rất là khéo tay luôn cô chú anh chị nha. Cái này chơi tốt nha, hoành luôn cô chú anh chị. Nó lên nụ đều mở nắp lá luôn nè. Nhánh nào cũng có bông như hay cô chú? Yên tâm ha. À, cô chú anh chị mình xem lại cái đường thân giúp em ha. Nó lộn lắp rất là mềm mướt nha cô chú anh chị. Rất là mướt cây luôn ha. Em xin giá luôn nha. Rồi, mã số 12 nam giao lưu của chú anh chị là 2.200.000 ha. Số 13. Cái này cúc thọ hơn ha cô chú anh chị, già mùa ha. Cái này nụ khủng khiếp luôn cô chú anh chị. À, cái này chơi tới là cô chú anh chị mình hết sợ nín luôn rồi ha. Nó cũng chỗ ông gió lại gai ha. Cái này thì cô chú anh chị mình ở miền Bắc thì lấy cái này là ok luôn ha. Quá trời nụ luôn á. Cái này là mình ghép được 2, 4 bo. Ôi trời, bá lửa nó liền lạc luôn đó. Liền, nó bằng thân chủ luôn ha. Dán này dán, dán gì anh? Gió lùa hả? Gió lùa. Quá trời cái tàn. Cái thân thì có chút xíu rồi cô chú anh chị, nhưng mà cái nuôi cái tàn quá trời luôn nha. Nụ nốt thì khỏi chơi hết cô chú anh chị, cái này nở bông một cái là không thấy nhánh đâu luôn nha. Rồi, vị trí này là chụp máy luôn. Chụp máy luôn. 14 hay cô chú anh chị. Bạn tán ngang là 75 ha.
ngang này là tới 1 mét là người phải chung. Dạ. Bay ra 85 ngang mét. Rồi cây tổ hương mã số 13 13 em giao lưu của chú anh chị là 2,5 triệu ha. Cái đường thông lắc tự nhiên luôn cô chú anh chị, nó lùa qua luôn ha. Nó là khéo cây thôi với cô chú. Dạ em xin giá luôn à. Rồi mã số 13 em giao lưu của chú anh chị 2,5 triệu ha. Dạ. 2,5 triệu. Rồi 14 mã số 14 nha cô chú anh chị. À dán trực tàn hông luôn nha. Rồi, em thì mình ghép giống cái gì anh ha? Cây này dẫu thú đất hay không như vậy? Dạ. Dạ, dẫu thú đất cây này. Cái già lắm rồi hả cô chú anh chị? Cái thân của nó nu nu nặng nặng hết trơn nha cô chú. Cốt chi nó nhạo thì chị đang nghe cô chú. Cái phôi nó già lắm rồi đó cô. Đây là mai vàng hay cô chú chị? Dạ. Đá nó cộng rễ lực lực không à. Nguyên một loài đá nó bỏ đều miệng chậu luôn nha cô chú chị. Rồi em xin thông số thôi ha. Quạnh đây nó đo chỗ nào đó. Chỗ này đi. Đây là quanh 38 hay cô chú anh chị? 38. Đó, cái em nhỏ nhất ha. Nguyên cục đế đặt ha. Đế đặt 115 hay cô chú anh chị? Dạ. 15. Dễ nó bấu bấu xuống rồi nè cô chú. Cái này nằm trong chậu 6 hay cô chú? Tán ngang là 90 ha. Cao nó 125. Rồi mã số 14 em giao lưu của chú anh chị là 8,5 triệu ha. Dạ, một cây muốn trực tặng hông luôn chú anh chị. 8,5 triệu nha quý cô chú. Nha. Dạ, cây này không cao nha quý cô chú chị nha. Có thấp thân luôn nha cô chú. Mã số 15. Trời, cây này nụ kẹo nẹo luôn nha cô chú anh chị. Dán nó trực luôn nha cô chú anh chị. Này nó thụ chơi tới là vi vu luôn à. Rồi, số quá ha. Rồi, quạnh nó 31 hay cô chú gì? Thì để nó nở ha. Để nở là 55 ha. Này, nằm trong trong chỗ 5 hay cô chú gì? Chiều cao nó là 135. Tán ngang là 80 ha. Đây là ghép siêu bông Sài Gòn hay cô chú? Siêu bông Sài Gòn ghép hoa mai vàng cô chú anh chị ha. Siêu nóc lụ luôn đó nha cô chú anh chị. Không bỏng hả? Dạ. Rồi em xin giá nè. Rồi cái máy số 15 vô lưu cô chú anh chị là 3,5 triệu ha. Dạ. 3,5 triệu. Dạ. 16. Cây bonsai đấy thú nghe cô chú anh chị. Lùng lực luôn nha, cái lâm tàn cứng đầu luôn cô chú. Cây thú ha. Cây này mình ghép nó cái gì vậy anh ha? Cây này cúc thọ hương ha. Dạ. Cái chọt ghép chà bái lửa luôn rồi nha cô chú anh chị. Thọ hương giá thú hay cô chú anh chị? Có cái
chân trước thì nó bọt, nó quặm xuống cũng quái lắm nha thưa quý chị. Có cái đuôi luôn nha. Rồi, đây xin thông số luôn anh nha. Ờ, hoành vị trí này 23 hay không chú? Dạ, 23. Rồi, của mình nằm dài ha. Mình nằm dài là 30 ha. Tán ngang là 85. Cao nó 80 hay không chú chị? Số 16. Nhìn giống như con ngựa vậy đó chú chị. Hàng dài mùi luôn là chầu kết rất là to luôn nha. À, em xin giá luôn anh. Rồi mã số 16 em vô lưu của chú chị là 4,5 triệu ha. Dạ. Rồi cây này cũng cú liếc thôi cô chú anh chị. Rồi cú liếc rất mong cô chú anh chị ủng hộ em những phô mai vừa ưng ý ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại những clip sau ha. Dạ rồi, em xin chào, kết thúc clip ở đây luôn nha cô chú anh chị.